còn đôi câu với anti-fan, Sắc Bình lại giữ im lặng và ngó lơ những lời chỉ trích quá nặng nề này. Mới đây, Sắc Bình đã chia sẻ loạt ảnh du lịch tại Trung Quốc, anh diện áo thun trắng, quần sọt, trẻ trung năng động. Điều gây chú ý là bài đăng này, Sắc Bình vẫn bị khơi lời chuyện ly hôn ồn ào với vợ cũ, một cư dân mạng mỉa mai. Tên Hòa Bình nhưng lại mang chiến tranh đến cho người vợ tuyệt vời, theo Tiểu Tam. Không còn đôi câu với anti-fan, Sắc Bình lại giữ im lặng và ngó lơ lời chỉ trích quá nặng nề này. Cách đây không lâu, Sắc Bình tuyên bố đã hoàn tất các giấy tờ pháp lý về vấn đề ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương, cũng như việc phân chia tài sản. Cả hai đã chính thức được ai nấy đi sau nhiều năm gắn bó. Nam doanh nhân viết, kính thưa quý anh em, bạn bè và công chúng quan tâm, có lẽ nhiều người quen biết tôi, có chung nhận định rằng tôi là tiếp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nổi là drama của tôi đã bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất, nên đã có mở bài thân bài thì cần phải có kết luận. Vâng, sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản bổ sung và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông. Bạn trai của Phương Anh bày tỏ mong muốn, tôi rất tiếc vì câu chuyện của mình đã gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy và phải chịu tổn thương oan trái. Nhưng trước sau như một, tôi tin rằng, sống ngay thẳng và tử tế, luôn bảo vệ sự thật là lẽ phải, thì may mắn và tốt đẹp ắt sẽ đến. Mong rằng thông báo này sẽ chấm dứt các drama về đời tư của tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc mọi người sức khỏe, thành công, hạnh phúc, xin cảm ơn. Sau đó, Phương Anh cũng trả lời báo chí, cho biết cô không phải Tiểu Tam và chịu tiếng oan suốt thời gian qua. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.